Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешных. 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 Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Der Kapitän. Nicht verstehen! Тихо! Вылазь!
Хватит! Wie lange? 20 Minuten. Die sind wertlos. Erschießen. Anlegen. Junge, weite mich aber raus. Junge, weite mich ja. Junge, weite. Junge, weite mich aber raus. Der Mund ist gewonnen. Junge, weite. Ah! Töte ihn. Sei ein Mann. Töte ihn, Mann! Sei ein Mann. Giết hắn đi. Und du wirst leben. Người sẽ được sống. Tôi không thể, tôi không làm được. Tôi không làm được đâu, tôi không muốn. Тихон. 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 Ты где? Anh đâu rồi? Chúng mày chạy rồi phải không? Nhưng vẫn còn tao ở đây. Bọn khốn, chúng mày đã giết Ti Khôn. Tu viện năm 1976.
Thưa cha, cha có biết cha Anatoly đang ở đâu không? Ông ấy đang ngủ. Chúng tôi đã đợi lâu lắm rồi, sao cha vẫn chưa dậy? Bà nghe rồi đấy, ông ấy đang ngủ. Con phải đợi bao lâu nữa đây? Chúng tôi mệt mỏi lắm rồi. Kiên nhẫn một chút, cha sẽ ra ngay đây thôi. Chịu khó chờ chút đi, chờ đi. Tôi muốn gặp thánh sống Anatoly. Cô nói gì cơ? Theo tôi thì ngồi nhà nghe đài còn sướng hơn. Cô gặp rắc rối gì à? Vâng. Chuyện tồi tệ lắm. Đừng khóc nữa. Để tôi thử hỏi ông ấy xem. Có thể ông ấy sẽ rủ lòng. Nhưng xem ra hôm nay tâm trạng của ông ấy không được ổn cho lắm. Tôi sẽ không quên ơn ông đâu. Cất ngay đi đồ ngốc. Đừng để tôi thấy những thứ đó lần nữa. Tôi xin lỗi. Gì chứ? Cô muốn được ban phước cho hành vi sát nhân ư? Đừng có nằm mơ. Xin ông, hãy xin thánh nhân rủ lòng cho tôi vứt bỏ cái thai này. Cô đang trên đường xuống địa ngục mà còn muốn kéo tôi theo sao? Tôi biết chứ. Nếu tôi sinh đứa con này ra, sẽ không ai chịu lấy tôi nữa. Ai mà thèm đói hoài đến một người phụ nữ đã có con riêng chứ. Nếu cô bỏ nó đi, thì cũng chẳng còn ai muốn cô nữa đâu. Tất cả đã được định trước rồi. Cô sẽ sinh đứa trẻ này ra và sống thanh thản. Hay nguyền rủa bản thân đến cuối đời vì đã giết chết một đứa trẻ vô tội. Làm sao ông biết được? Ông đâu phải là thánh nhân. Bởi vì tôi cũng đã từng giết chết một người. Thêm nữa, đừng có quỳ trước mặt tôi. Hãy quỳ trước Chúa ấy. Cô sẽ sinh ra một cậu con trai, một thằng bé kháu khỉnh tuyệt vời. Giờ thì biến khỏi đảo của ta ngay.
Lạy Chúa nhân từ, vinh danh Người Đức Chúa Cha, vinh danh Người. Vinh danh Cha, Con và các Thánh Thần, muôn đời mãi mãi. Amen. Xin Chúa ban phước lành, muôn đời mãi mãi. Amen. Vinh danh Người, Đức Chúa Cha, vinh danh Người, vinh danh Cha, Con và các Thánh Thần, xin thương xót chúng con, lạy Chúa xóa tội cho chúng con, lạy Chúa xóa tội cho chúng con. Xin Chúa hãy che chở cho linh hồn con chiên đã rời bỏ cuộc đời để về với Người, người lính Ti Khôn. Xin Người tha thứ cho tội lỗi của anh ấy, mở rộng cửa thiên đường và ban tặng cho anh ấy nguồn sống vĩnh hằng. Lạy Chúa xóa tội cho chúng con. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. 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 Господи, не оставь меня. Lạy Chúa, xin Người đừng rời bỏ con, hãy cứu rỗi con. Xin hãy đưa linh hồn con thoát khỏi chốn ngục tù. Chúa ơi, xin đừng vứt bỏ con. Xin Chúa thương xót con, giúp con gột rửa mọi tội lỗi, vì con thấu hiểu những sai lầm con đã gây ra. Xin Chúa thương xót con, giúp con gột rửa mọi tội lỗi. Xin Chúa gột rửa cho con trở nên trắng hơn tuyết, cho con được nghe thấy niềm vui, cuốn con ra khỏi vòng xa trái và gột rửa cho con mọi lỗi lầm. Hãy cho con một trái tim trong sạch, đừng bao giờ chối bỏ con khỏi vòng tay của Người. Xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của Đức Chúa Cha của chúng con. Hỡi Đức Giê-xu toàn năng, xin thương xót chúng con. Отврати лице Твое от греха моего. Вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже. И Дух прав обнови в утробе мои. И не отвержи меня от лица Твоего. Духа Твоего святаго не отыми от меня.
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Tôi ra đây. Отец Анатолий. Trời ơi, cha Anatoly. Có ai đó đã bôi bẩn tay lên nắm cửa. Ai thế nhỉ? Hẳn là một vài linh hồn lạc lối. Hãy lau nó đi. Xong ngay thôi. Cho tôi mượn cái khăn lau tay được không? Rất tiếc tôi không có. Chẳng phải tôi đã cho ông những thứ đó rồi sao? Thật sự là không có. Xin vào cho em. Chỉ có than, bụi bặm và rác rưởi thôi. Thôi bỏ đi. Tôi thay mặt cha bề trên Filaret đến đây. Ông nên đón nhận lời chúc phúc của cha Filaret và sống hòa thuận với cha. Ở bên cạnh một vị thánh, ông cũng sẽ trở thành thánh. Cha nói gì tôi không hiểu. Cha Filaret có thiện chí mời ông đến sống trong tu viện của cha để dưỡng sức. Vậy ai sẽ trông coi ở đây? Thầy Nicodemus, ông không phải lo đâu. Không được, anh ta sợ lửa. Ai chẳng sợ lửa địa ngục? Cha Jobs, xin hãy để tôi ở lại đây. Tôi hiểu nó và đã quá quen với nó rồi. Mùa đông đến rồi, tôi phải đốt lò. Cha không nghe nói gì sao? Cha Filaret đang thể hiện thiện chí. Nghe này, cha biết đọc, biết viết phải không? Nếu không biết thì tôi đã chẳng ở vị trí này. Cha cũng đọc kinh chứ. Đương nhiên, thuộc nằm lòng là đằng khác. Tôi quên mất. Tại sao Cain lại giết chết anh trai Abel của mình? Ông lại nói nhảm rồi. Lo lau sạch cái nắm tay đó đi. Cái đồ bẩn thỉu. Đồ hề. Ngoan nào, ngoan nào. Tuyệt thật. Anh làm tôi hết hồn. Anh học đâu ra cái kiểu đi không phát ra tiếng động thế? Nếu cha thích, tôi sẽ đóng vó ngựa để mọi người có thể nghe thấy từ xa. Xem anh có dám không? Đây là tu viện, chứ không phải là chuồng ngựa. Nếu ai cũng đeo móng ngựa, chắc chỗ này phải sôi động như trường đùa mất. Tôi sẽ cân nhắc xem có nên đặt cược cho anh hay không. Chuyện gì thế? Tôi đến để báo về cha Anatoly. Cha Anatoly, lại thế sao? Lần này ông ấy lại gây ra chuyện gì? Tất cả đều được viết trong này. Tôi cần gì phải đọc chứ? Anh nói luôn ra xem nào. Giải quyết một lần cho xong luôn đi. Thành thật phải nói, đây là những việc không thể chấp nhận được. Thứ nhất, Anatoly không bao giờ rửa tay hay rửa mặt. Thứ hai, ông ấy luôn chậm trễ trong công việc.
Thứ ba, dân làng thường xuyên đến gặp ông ấy. Hôm qua, ông ấy xuất hiện ở nhà thờ với một chiếc ủng dạ bên chân trái và một chiếc tất ở chân còn lại, nghêu ngao hát bằng giọng mũi. Thưa cha, mọi người cũng than phiền về việc trong dịp lễ tại nhà thờ, ông ấy chỉ ra mặt chứ không bao giờ cầu nguyện. Nhà ăn của tu viện cũng cấm cửa ông ấy. Đủ rồi, đầu tôi ong lên cả rồi đây. Giờ anh ta ở đâu? Còn ở đâu nữa? Trong lò đốt, uống trà với mấy người thợ. Với đường. Có cần tôi gọi không ạ? Không, tôi sẽ tự mình đến gặp anh ta. Anh đã nói với anh ta về chuyện thôi việc ở lò đốt và chuyển tới chỗ tôi chưa? Rồi ạ, và sao? Ông ấy hỏi tôi liệu tôi có biết tại sao Cain lại giết chết Abel không? Tại sao vậy? Đến cha cũng muốn làm tổn thương tôi sao? Xin lỗi, anh đi được rồi. Tôi sẽ giải quyết với anh ta. Ý tôi là chuyện đó. Thôi được rồi, đi đi. Đi đi và tha lỗi cho tôi. Lạy Đức Mẹ Đồng Trinh, hãy tha thứ cho kẻ tội đồ này, che chở và cứu vớt con. Hãy ban cho con và các đồng hữu sức mạnh, cho tháng ngày ngập tràn niềm vui và vắng bóng tội lỗi. Tha tội cho con, hỡi Đức Mẹ Đồng Trinh. Gìn giữ đức tin cho con, để tình yêu con dâng lên người được nhân lên gấp bội. Bằng cả trái tim con luôn hướng về Chúa. Lạy Chúa, xin hãy khoan hồng cho những con người đang yên nghỉ trong niềm tin và niềm hy vọng sống lại. Достойна есть, яко истину блажить тебя, Богородица, пресно блаженная, ты непорочная Матерь Бога нашего. Thưa cha, thưa cha, xin hãy nhận lấy, đều là của nhà làm cả, xin hãy cầu nguyện cho chồng tôi, anh ấy tử nạn trong chiến tranh vệ quốc. Chị ngồi xuống đây, uống vài chén trà nhé, ngồi đi. Chuyện là thế nào? Anh ấy liên tục xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Anh ta nói gì? Không gì cả. Anh ấy chỉ rên rỉ, như là không được yên nghỉ. Chị yêu anh ấy chứ? Bây giờ vẫn vậy. Chúng tôi mới chỉ được ở bên nhau 6 tháng trước khi anh ấy bị gọi nhập ngũ. Tôi đã ở vậy suốt 30 năm trời. Được rồi. Với chừng ấy lòng thành, tôi sẽ thử.
Tôi sẽ tới gặp cha Anatoly. Ông ấy không phải thánh, nhưng rất hiểu. Có thể ông ấy sẽ cho chị một vài lời khuyên hữu ích. Lại đây nào. Khi tôi nói chuyện với cha, tôi sẽ để cửa mở. Chị hãy đứng đây và lắng nghe. Nhớ giữ im lặng. Tên anh nhà là gì? Mikhail. Gì cơ? Mikhail. Thưa cha Anatoly, một người quá phụ tới nhờ cha cầu nguyện cho người lính đã ngã xuống Mikhail được yên nghỉ. Gì chứ? Cầu siêu cho người sống ư? Không thể thế được. Chị ta nói anh ta hy sinh năm 1944 trong khi chiến đấu. Không có hy sinh gì hết. Anh ta bị giữ làm tù binh. Sau thắng lợi, anh ta ở lại Pháp. Giờ đang ốm rất nặng. Anh ta muốn gặp được người vợ đầu trước khi qua đời. Còn đứng đó làm gì nữa? Ra ngoài đi. Chị nghe rồi chứ? Ông ấy nói không cầu siêu cho người sống. Chồng chị còn sống, nhưng giờ đang ốm rất nặng. Chị nên đến Pháp đi, để con người đáng thương đó được yên tâm nhắm mắt. Nhìn tôi làm gì? Đi đi. Ý cha là sao? Tôi ư? Đến Pháp ư? Sao không? Người ta vẫn sống ở Pháp đấy thôi. Không thể được. Nơi đó xa lạ với tôi. Họ sẽ không để tôi yên đâu. Đừng sợ. Nếu cha Anatoly đã nói vậy, mọi thứ sẽ ổn. Vậy còn nhà cửa, đàn bò, đàn lợn, cần có người giết thịt. Bán đi, bán hết đi. Tất cả ư? Tất cả. Cứ bán đi, chị sẽ không phải hối tiếc đâu. Họ sẽ trả chị rất nhiều tiền cho đàn lợn. Đó là đàn lợn tốt mà. Tôi mà ăn thịt thì tôi cũng đã mua rồi. Nói thật đấy. Cha nói như đùa vậy. Vậy chị có yêu chồng mình không? Vậy thì hãy đi và làm theo những gì được định trước đi. Đừng để tôi thất vọng. Đi đi. Уезжай, а? Xin hãy tha thứ và thương xót lấy con. Xin tha thứ và thương xót lấy con. Dẫn lối cho con hỡi Chúa toàn năng. Vì linh hồn con yếu đuối và thể xác con suy kiệt, con là kẻ nô bộc xấu xa với những đam mê tội lỗi. Sao không chỉnh trang cái dây phơi một chút? Sao lại để thấp thế này? Áo quần phệt hết xuống đất rồi, không thấy sao? Hôm nay không đông lắm nhỉ? Ông đang làm gì ở đây?
Viết thư thì gửi Chúa toàn năng. Trong thư tôi viết, mong Chúa cho tôi sống sót qua mùa đông này. Đất bị đóng băng, khó đào huyệt lắm. May mà ông vẫn đùa được. Tôi tưởng ông hóa điên rồi chứ. Trông nó trôi kìa. Nó trôi kìa. Cầu nguyện cho tôi đi, cha Anatoly. Tôi mới là người cần được cầu nguyện. Tội lỗi của tôi lớn hơn của anh rất nhiều. Ông đang nói gì thế? Cha Job, anh không thích tôi. Nhưng cha Filaret thì có. Và anh chỉ đang cố lấy lòng ông ấy. Tại sao tôi lại phải thích ông? Không lúc nào là ông không bày trò, bôi bẩn lên tay nắm cửa, trông những thứ sắc rưởi. Chẳng phải không cần ông gợi ý, tôi cũng hiểu tội lỗi của mình rồi sao? Được rồi. Quên nó đi, người anh em. Và tha thứ cho kẻ xấu xa này. Xin hãy tha thứ. Có mệt không? Không ạ. Được rồi. Để mẹ cõng con nhé. Không, con tự đi được. Cẩn thận đấy. Con làm được mà. Ừ, đương nhiên rồi. Cẩn thận. Để ý chân thằng bé. Nó bị ngã từ trên mái nhà, gãy chân, còn phần hông đang hoại tử. Đã phẫu thuật 4 lần nhưng không có kết quả. Chúng tôi đã tìm đến tất cả các giáo sư và bác sĩ. Mẹ ơi, con nóng quá. Cha sẽ giúp chúng ta. Không ai giúp được cả. Còn chân thằng bé cứ hoại tử từng ngày. Hãy ngồi xuống đã, chị cũng mệt rồi. Ngồi đi. Tên cho bé là gì? Vanessa. Cha sẽ giúp chúng ta. Bỏ cái nặng ra nào. Đứng dậy đi. Tôi sẽ dịch khúc gỗ ra một chút.
Đặt thằng bé lên đây nào, đừng sợ. Có làm nó đau không? Giữ thằng bé đi. Thiên thần của mẹ Vanessa, ta sẽ đi cầu xin Chúa. Cháu cũng vậy. Hãy tự mình xin Thượng Đế chữa lành chân cho cháu. Chúa rất nhân từ, người sẽ giúp cháu. Chắc chắn người sẽ giúp. Ngoan lắm. Đứng yên đó. Nhân danh Cha, Con và các Thánh Thần. Vinh danh Người, Đức Chúa Cha. Người cai quản thiên đường, đấng cứu rỗi và vị thần chân lý, xin hãy tới ngự trị trong chúng con, gột rửa chúng con khỏi tội lỗi và cứu vớt linh hồn chúng con. Con cầu nguyện đi. Đúng rồi con yêu, cầu xin người đi. Xin hãy giúp con chữa lành đôi chân, con xin người. Con ngoan. Chúng con cầu nguyện lên người, Đức Chúa Toàn Năng. Xin người ban ơn lên kẻ bầy tôi này, tha thứ cho mọi lỗi lầm và ban phát sự hồi sinh thiêng liêng cho cơ thể thằng bé. Hãy dập tắt ngọn lửa, xoa dịu cơn nóng và cơn bệnh dai dẳng. Будь врач раба твоего Иоанна, воздвигни его от ребра болезненного и от ложа ослабления целое и все совершенное. Даруй его церкви твоей, благо угождающее и творящее волю твою. Твое бо есть, еже милость тебе и спасательный Боже наш, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Vinh danh Chúa nhân từ, xin Chúa hãy giúp chữa khỏi đôi chân của thằng bé. Đức Chúa Toàn Năng, xin hãy chữa trị cho những kẻ đang ốm yếu hay đau đớn. Con tín thác lên người, thưa Đức Chúa Toàn Năng. Xong rồi. Giờ cháu sẽ ổn thôi, Vanessa. Được rồi, bây giờ đi thử nào. Không, nó không đi được đâu. Được mà, cứ thử xem. Cẩn thận. Đúng rồi, cứ thế. Nhìn kìa, chẳng phải nó đang đi sao? Ngoan lắm. Giờ cháu không cần đến đồ nặng này nữa rồi. Quên chúng đi. Tới đây nào, thiên thần của mẹ. Đứa con tuyệt vời của tôi. Mẹ con tôi về đây, thật sự vô cùng đội ơn cha. Về sao? Chị nên ở lại tu viện một đêm. Ngày mai cha Filaret sẽ ban thánh thể cho con trai của chị và nó sẽ không bao giờ phải bước đi tập tễnh nữa. Nhưng tôi không thể ở lại được. Tôi phải đi làm. Chị nghĩ tôi đùa với chị sao? Nhưng tôi đã mua vé rồi.
Thế cái gì quan trọng hơn? Con trai hay công việc? Nhưng tôi không thể không đi. Biến khỏi tầm mắt tôi đi. Mau lên, đi đi. Đợi đã. Đợi đã. Quay lại đây. Vào bờ đi. Đợi đã. Ông định làm gì thế? Ông định làm gì vậy? Lại đây cậu bé. Rốt cuộc thì ông muốn gì? Nếu chị không nghĩ đến bản thân mình thì cũng nên nghĩ đến con trai chị chứ. Chị muốn nó tàn tật cả đời sao? Để nó lại đây, đồ ngu dốt. Trả nó lại đây, đừng mang nó đi. Trả lại nó cho tôi. Trả lại Vania cho tôi. Vania, đừng làm vậy mà, xin hãy quay lại. Lại đây Vania, không có gì phải sợ. Vania, người ta sẽ sa thải tôi mất. Chị mê công việc đến thế ư? Tôi yêu công việc. Phòng thiết kế của chúng tôi đang đảm nhiệm một công trình. Chúng tôi thậm chí còn phải làm việc qua đêm. Một ống nước bị vỡ và nhân viên sẽ được nghỉ làm 3 ngày không lương. Chị yên tâm đi, sẽ không bị sa thải đâu. Làm sao ông biết được? Ông lại nói dối tôi phải không? Tôi không nói dối. Đợi tới khi chị biết thì đã quá muộn rồi. Thôi đi, tôi không có dư thời gian cho chị đâu. Lại nữa sao? Là gì nữa đây? Nghe này, đỡ thằng bé hộ tôi, cho nó nghỉ qua đêm. Ngày mai, cha Filaret sẽ ban thánh thể cho nó. Nó là con ai thế? Chúng ta làm gì bây giờ? Là con chị à? Vâng. Bây giờ ta sẽ đi đâu ạ? Chúa ơi, theo tôi nào. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng bước trên đường tội nhân, hay ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, mà niềm vui nằm trong ý Chúa, lòng hoàn toàn thanh thản. Như cái cây được tưới mát bằng nguồn sống vĩnh hằng, đơm hoa kết trái khi mùa tới, với những chiếc lá không bao giờ tàn úa. Mọi việc anh làm đều thành công. Khác với những kẻ không tin vào Chúa, như rơm rạ bị gió thổi bay. Vì thế, những kẻ không tin vào Chúa không phải là quan tòa hay tội nhân trong phiên tòa lẽ phải. Vì Chúa biết con đường nào là đúng đắn. Chỉ có con đường của kẻ không tin vào Chúa không bao giờ đi đến đâu. Весь Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет.
Ông làm gì trên đấy thế? Ngồi chờ ông thôi. Sao lại là cọc gỗ? Nó tự trượt khỏi tay tôi đấy chứ. Tôi đâu có cố tình. Hiểu rồi. Ông không hiểu đâu. Xuống đây đi. Không, tôi thích ở trên này hơn. Tôi nghe người ta phàn nàn về ông nhiều lắm. Lòng tự ái đang chống lại tôi và những thế lực hung dữ đang săn đuổi linh hồn tôi. Ông bảo tôi phải làm gì đây, đồ khùng? Cứ hài lòng với những gì ông đã đạt được. Tôi được nghe kể gần đây, ông có nhiều hành vi dị đoan mê tín, lôi kéo người khác và dân thường. Ông nên bảo vệ tôi khỏi mấy chuyện xỉa xói tầm phào ấy mới phải. Để mấy lời cầu nguyện sang một bên và động não một chút đi. Tôi là bề trên, nên đương nhiên phải có trách nhiệm trừng phạt ông rồi. Tôi đã có Chúa soi đường rồi, còn gì đáng sợ trên đời này nữa chứ? Hãy đợi đấy, gieo nhân nào thì gặp quả ấy thôi. Bên Chúa với tôi là yên ủi và cứu rỗi. Xin tha tội cho con và thương xót lấy con. Chỉ lối con trên đường của người, hỡi Chúa của con. Vì tâm hồn con yếu đuối và cơ thể con suy kiệt, con là kẻ nô bộc xấu xa của những đam mê tội lỗi. Cha Anatoly nhìn nhầm hướng rồi, thưa cha. Xoay ông ấy lại đi. Cháy, có cháy. Cố dập tắt lửa đi, nhanh lên. Có cháy. Lửa đi. Ông đã biết trước về đám cháy phải không? Chuyện đó chỉ có Chúa mới biết được. Tôi nhớ ra rồi. Ông đã ném khúc gỗ đó xuống dưới chân tôi. Cái giá cho lẽ phải đôi khi rất đắt, cha Filaret. Sao ông không nói ra? Sao lại là khúc gỗ? Tôi chỉ là người thường, không hiểu được ám hiệu của ông đâu. Nếu ông chịu sự nhạo báng vì Chúa, thì linh hồn Chúa đang ngụ trong ông. Trả lời tôi đi. Tôi là bề trên của ông đấy. Phúc cho những kẻ vì ta mà chịu ngược đãi hay nhạo báng, nhất định sẽ được hồng ân sáng soi. Thôi đừng nói nữa, đừng nói nữa, trả lời đi. Vậy cha muốn tôi phải trả lời sao đây? Nhờ phúc Chúa của cha, chúng tôi đã dập tắt được đám cháy. Chỗ cha cũng bị cháy chút ít, nhưng ít ra tôi cũng cứu được con gà. Đủ rồi. Cục ta cục tác như gà vậy. Đây là tòa thánh, không phải là chỗ chơi.
Đừng nói đến những vấn đề trần tục ở đây. Điện thờ là chỗ để cầu nguyện. Thưa cha bề trên, thứ lỗi cho tôi, cha Job, tôi hơi quá lời. Là do thầy Ambrosi, thầy ấy đổ đầy dầu vào đèn bật diêm rồi lỡ đánh rơi. Hiểu rồi, việc sửa chữa sẽ nhanh thôi. Tạ ơn Chúa. Để tôi nói điều này, cha Anatoly, tôi chưa bao giờ muốn trở thành cha bề trên. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên lành, ẩn dật, được ở bên Chúa và thấm nhuần ý Chúa. Vụ cháy có lẽ là dấu hiệu đã đến lúc tôi cần nghỉ ngơi rồi. Ý ông thế nào? Tôi đâu có được học hành gì, tôi chẳng nghĩ gì cả. Tôi sẽ ở đây cùng với ông, trong khi chờ chỗ tôi sửa chữa. Ông đồng ý chứ? Tùy ông thôi. Ông ngủ ở đâu? Ngay đây. Ở đây? Trên đống than sao? Phải, trên đống than. Ông có thể ngủ cạnh tôi. Được. Ở đây nhé. Được. Được thôi. Chúng ta sẽ cùng cầu nguyện và suy nghĩ hướng về Chúa và cuộc sống vĩnh hằng. Để tôi nhắc trước, ngủ với tôi sẽ khá khó chịu đấy. Tôi hay lên cơn ho, đôi khi tôi còn hát giữa đêm nữa. Không sao chứ? Có chuyện này tôi muốn hỏi ông từ rất lâu rồi. Tại sao ông luôn cư xử kỳ quặc trong các buổi lễ? Ít ra ông cũng nên làm theo những gì định sẵn chứ. Nếu ai cũng thích cầu nguyện theo cách của mình thì sẽ thành ra cái gì? Nhà thờ liệu còn ý nghĩa gì nữa không? Cha Filares, đôi ủng đẹp đấy. Ông thích à? Trông chúng có vẻ rất mềm. Phải rồi, tôi chỉ đi được mỗi đôi này. Đức Thượng Phụ tặng cho tôi đấy. Ông ấy biết chân tôi hơi yếu. Tấm đệm này trông còn tuyệt hơn. Cũng là từ Đức Thượng Phụ sao? Không, tôi mua ở Hy Lạp đấy, trong chuyến hành hương tới đỉnh Athos cùng với Tổng Giám Mục. Thôi được rồi, đi ngủ thôi.
Ông đang làm gì thế, cha Anatoly? Tôi đang đọc cuốn sách viết về tội lỗi con người. Khi đọc xong, tôi sẽ vứt nó vào lò. Thế là sẽ không còn tội lỗi nữa. Ông làm cái quái gì thế? Tôi đang định đọc tiếp trang thứ hai đây. Trang gì chứ? Đó là chiếc ủng của tôi. Thế là xong một chiếc nữa. Ông không biết sao? Mọi tội lỗi đều trú ẩn trong đôi ủng của ngài giám mục đấy. Đồ khu gan dở. Sao cửa lại khóa thế này? Chúng ta phải xua đuổi quỷ dữ ra khỏi đây. Quỷ dữ nào? Chúng ở quanh ta. Ông không thấy sao? Mở cửa ra ngay đi. Chúng rất đông. Mở cửa ra. Phải xua đuổi chúng. Ác quỷ không thích khói, nên ta sẽ dùng khói để đuổi chúng đi. Nhìn đi, đi. Cả nó nữa. Ông chính là cái tổ cho chúng trú ngụ. Nhìn đi, chúng ở ngay đây. Kỳ thật. Chúng bay cút hết ra đi. Chúng ta sẽ chết ngạt mất. Sắp được rồi. Phải đuổi bằng hết chúng thì thôi. Chúng ta sẽ chết ngạt mất. Thêm một chút nữa thôi. Sao ông lại bị cả lỗ thông khí? Ông muốn giết tôi phải không? Ông muốn tôi chết? Đợi chút, tôi cần không khí, không khí. Chúng sắp ra hết rồi, lại đằng kia đi. Được rồi đây. À, ta bỏ quên tên đầu sỏ rồi. Đây, ta tóm được mày rồi. Đồ nhỏ thó mà xấu xa. Dìm chết nó đi. Nhìn gì tôi thế? Thấy tôi nhỏ nhen lắm phải không? Con người tôi là thế đấy. Tôi không ghét ông đâu, người anh em. Tôi rất biết ơn là đằng khác, thật đấy. Ông đã kéo tôi ra khỏi những thứ thiển cận đó. Tôi thực sự quá chìm đắm trong đôi bốp mềm và tấm chăn ấm. Và ông đã kéo tôi ra. Cảm ơn ông. Và ông cũng cho tôi biết trong tôi còn quá ít đức tin. Tôi đã vô cùng sợ hãi.
Tôi đã nghĩ mình sẽ chết trong cái lò nó mất. Mình sẽ chết mất. Tôi sợ chết vì tôi không có đủ đức tin. Nghĩa là tôi chưa sẵn sàng để đến với Chúa. Tôi chưa dám đối mặt với cái chết một cách không hối hận. Trong tôi, đức hạnh thì ít, mà tội lỗi thì nhiều. Đức hạnh ư? Tôi cảm thấy đức hạnh của mình bốc mùi khi đứng trước Chúa. Tôi thật sự có thể ngửi thấy cái mùi ấy. Cứ làm vậy đi, và ông sẽ được cứu rỗi. Tôi không hiểu tại sao lại là tôi. Sao Chúa lại chọn tôi dẫn đường cho mọi người? Tôi đáng bị treo cổ vì những tội lỗi của mình. Thế mà người lại coi tôi như một vị thánh. Tôi thì giống thánh ở chỗ nào chứ? Trái tim tôi không lúc nào yên bình. Tikhon Petrovic. Тихо, Петрович. Ты ж... Anh... Ты ж меня... Anh có nghe thấy tôi không? Тихо. Ты ж все... Anh có biết không? Suốt cả cuộc đời này, tôi đã sống trong giàn vặt. Tôi không thể sống, và cũng không thể chết. Người anh em, anh là hy vọng cuối cùng của tôi. Tâm hồn tôi bạc nhược. Tôi đã mang theo tội lỗi này suốt bao nhiêu năm trời. Nó không bao giờ buông tha tôi, dù chỉ trong giây lát. Con biết Chúa đã tha thứ cho con. Xin Người hãy giúp con chút bỏ gánh nặng này. Cái thìa đung nặng này. Ừ, chúng ta đi mà. Đây. Con không uống trà đâu. Để bố uống vậy. Sao bố lại nhìn con như thế? Đâu có. Có mà, con đã thấy. Bố không yêu con chút nào sao? Sao lại không chứ? Đương nhiên là bố yêu con rồi, con gái của bố. Bố nói dối, bố không yêu con. Con không thể ngồi đây được. Con không muốn ngồi đây. Sao thế? Con không muốn ngồi đây. Sao thế con gái? Sao bố lúc nào cũng khóa con lại? Ai thế? Ai thế? Thưa đô đốc, tôi. Ngài có muốn làm gì không ạ? Xin lỗi, không phải bây giờ.
Ты думаешь, я больная, да? Bố nghĩ con bị bệnh sao? Ну что ты, дочка? Đương nhiên là không rồi. Ты устала? Con đang mệt. Con ты cần được nghỉ ngơi. А я больная. Nhưng con có bệnh mà. Rất nặng ấy chứ. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con. Amen. Amen. Христос посреди нас. Anh đến có việc gì? Phải có việc đến chứ. Nén nhang mà ông cử cho tôi là sao? Среду хоронить бы. И кого же? Кому Бог присудил? Sẽ có đám tang hôm thứ tư. Ôi Господи. Đám tang của ai? Полный смерти. Của người được Chúa lựa chọn. Омыли меня. И все эти смертные окутали меня. Ты что? Ông đang nói gì thế? И вправду. Умереть хочешь? А я тебе гроб. Ngọn sóng tử thần đang muốn đến tôi хочешь, và giữ тобой trong лưới rồi. Какой хочешь? Не надо ничего, готов гроб. И где же он? Да он на крыльце. Vậy sao? Có thật là ông muốn chết không? Ты даже tôi sẽ kiếm cho ông một chiếc quan тай. И то не можешь. Gỗ thông hay gỗ ông muốn gì cũng được. Không cần đâu, tôi có rồi. Ở đâu vậy? Ở ngoài hiên kia, thấy cái hòm đó không? Đến chết ông cũng không muốn chết như người bình thường là sao? Không chọn cho mình một chiếc quan tài tử tế một chút. Tôi muốn cái hòm đó, phải là cái hòm đó. Đó là ước nguyện của tôi. Rốt cuộc ông là người kiểu gì vậy? Đến chết cũng phải bày trò. Ai chẳng nằm trong quan tài, kể cả thánh cũng thế. Chỉ có ông là muốn cái hòm và cái di thần. Tất cả chỉ là phù phiếm. Phù phiếm. Ông có hiểu không hả? Phù phiếm. Tất cả chẳng là gì hết cả. Cha giúp. Thực ra thì anh cũng quý tôi phải không? Rất yêu quý tôi. Tôi không chịu nổi ông mất. Đồ cáo già. Ông từng hỏi tôi tại sao Cain giết Abel. Tôi sẽ nói cho ông hay. Tôi cũng như ông, cố gắng giúp đỡ mọi người. Nhưng Chúa Trời không chấp nhận sự hy sinh của tôi. Mà sao tôi lại đi nói chuyện này với ông kia chứ? Chờ đã. Khi tôi chết, anh sẽ khóc cho tôi chứ?
Con làm sao thế, Nastia? Con sao thế? Ông có vẻ vui nhỉ, cha Anatoly. Nghe nói ông đã chuẩn bị về với Chúa. Vậy là họ đã nói chuyện với ông. Tôi không muốn mất ông đâu. Tôi đang băn khoăn, không biết có nên cạo đầu cho ông không? Ý ông là sao? Tôi đã sống cuộc đời trục tục, chống lại mọi luật lệ. Giờ đây, tôi phải từ bỏ tất cả ư? Không đâu, quên chuyện đó đi, không bàn đến nữa. Ông đang nói về cái gì thế? Tội lỗi là tội lỗi. Chúng đang thiêu cháy trái tim tôi. Người anh em lại nói nhảm rồi. Không có tội lỗi nào mà Chúa không thể tha thứ. Vì đối với người không có gì là không thể. Đủ rồi đấy. Được rồi, được rồi. Cô không từ đây một mình phải không? Cả bố nữa. Ở kia kìa. Cho tôi biết tên được không? Nastia. Không phải cô, là tên của bố cô kìa. Тихон Петрович. Никон Петрович. Ông ấy là đô đốc. Адмирал? Đô đốc sao? Vâng. Это хорошо, что адмирал. Vậy thì tốt quá. Lại đằng kia đi. Đừng đi xa nhé. Простите. Tôi xin lỗi, con bé bị bệnh. Ông làm sao thế? Tôi giúp được không? Không, cảm ơn. Chỉ là các thiên thần đang ca hát trong lồng ngực tôi. Tôi xin lỗi, con bé không được tự chủ cho lắm. Tôi đã đưa nó tới chỗ các bác sĩ, đến cả Moscow nữa. Đều không có kết quả. Tôi nghe nói có một vị thánh ở tu viện này. Ngoài ông ấy ra, tôi không còn biết trông cậy vào ai nữa. Cô bé bị như vậy lâu chưa? 4 năm rưỡi. Từ khi chồng nó mất, cậu ta là lính thủy ở vùng biển Ba Lan. Xin hãy cho tôi biết, liệu thánh nhân có chữa được bệnh thần kinh này không? Cô bé không bị thần kinh đâu. Vậy nó làm sao? Bị quỷ ám. Có một con quỷ dữ đang trú ngụ bên trong cô gái và dần vặt cô ấy. Xin thứ lỗi vì phải nói điều này, nhưng chuyện đó nghe thật hoang đường. Làm sao ông biết được? Vì tôi quen nó mà. Ai cơ? Ác quỷ. Nastia, con đâu rồi? Con đâu rồi, Nastia? Đi khỏi đây thôi, đi thôi nào, đi thôi. Này này Nastia, con đi đâu thế? Dừng lại Nastia, Nastia. Ta đi nào.
Ta già thật rồi. Đi nào, ta đến nơi rồi. Không đâu, tôi không đi đâu. Cô phải đi, cô gái ngoan ạ. Không, tôi mệt lắm. Ông cứ đi đi, tôi sẽ ngồi đây. Tôi không đi với ông đâu. Ông kỳ cục thật đấy. Cả hòn đảo của ông cũng thế. Tôi không đi đâu, phải đi. Không đâu, tôi không đi. Cô phải đi, đừng sợ. Không đi đâu. Sẽ ổn thôi. Tôi không muốn, tôi không muốn đi. Nhân danh Cha, Con và các Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, xin Người hãy ban ơn cho tội đồ này. Người xuất hiện và kẻ thù của Người sẽ tan rã, rồi tan biến như sương khói, như sắc ong tan trong lửa. Ác quỷ sẽ diệt vong trước những đứa con yêu Chúa, những người đang làm dấu chữ thập và nói trong niềm Вот, шедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою госпожею, Деву и Богородицу и со всеми святыми во веки. Аминь. Vinh danh Chúa. Lạy Chúa.
Боже. Синку зубке и помоги нам немощно. Амин. Аминь. Được rồi. Giờ ổn rồi. Ổn rồi. Cứ khóc đi. Cứ khóc đi cho thỏa lòng. Cảm ơn. Thành thật cảm ơn ông. Tôi không biết phải cảm ơn ông như thế nào cho đủ. Nastya rạng rỡ hẳn lên. Mọi chuyện đã ổn. Hãy tạ ơn Chúa ấy. Giờ hãy đến thờ. Nastya cần xưng tội và nhận lấy thánh thể. Ông có muốn xưng tội không? Có muốn không? Muốn gì cơ? Tôi không hiểu. Tới đây, tôi sẽ giải thích. Đi thôi nào. Đừng sợ, Ngài Đô Đốc. Không ai định thử lòng trung thành của Ngài đâu. Tôi chưa từng sợ hãi trước ai cả. Tôi chỉ có nỗi sợ của riêng mình. Nhưng không nhận thức được rõ nó là cái gì và tại sao lại sợ. Tôi đã từng bị bắt làm tù binh. Lúc đó tôi còn trẻ. Họ hứa tha chết cho tôi nếu tôi chịu bắn đồng đội của mình. Ông phục vụ ở đâu? Chính chỗ này. Vịnh phía Bắc. Người đồng đội đó tên là gì? Tôi không nhớ. Anh ấy nhiều tuổi hơn tôi. Là thuyền trưởng tàu kéo. Sao ông không hỏi liệu tôi có bắn anh ta hay không? Phải rồi. Ông có làm không? Có. Tôi không biết làm sao để sống với nỗi ám ảnh đó. Thật sự không biết. Tôi cũng không biết.
Sao ông lại kể chuyện này với tôi? Зачем ты мне об этом рассказываешь? Tôi già rồi. Tôi không muốn tội lỗi này theo tôi xuống mồ. Tôi sợ. Đừng sợ. Cha có thể ỷ thưa cha. Tôi biết người đàn ông đó. Anh ta đã thoát chết. Viên đạn chỉ trúng vào cánh tay anh ta. Rồi có một luồng gió thổi tới. Anh ta ngã xuống và vớ được một tấm ván. Anh ta được cứu vào sáng ngày hôm sau. Hãy tha lỗi cho tôi. Tha lỗi cho tôi. Tôi đã tha thứ từ rất lâu rồi. Tôi cứ ngỡ rằng cậu đã chết, vì tôi tưởng cậu vẫn ở trên tàu. Tikhon, hãy đi đi. Chúa luôn ở bên anh. Từ từ nào, hạ xuống. Cảm ơn rất nhiều. Nó tốt lắm đấy. Chúng tôi đã đánh nó bằng giấy nhám, rồi sơn vết nghi. Có thể dùng làm tủ bát cũng được. Ông thích chứ? Tôi cần quan tài, chứ không phải tủ bát. Tôi chỉ cố làm ông vui lòng thôi. Chẳng có cái gì làm ông hài lòng được cả. Tôi có thể kiếm giấy giáp, cào sức nó ra, hay bôi bẩn nó bằng than. Chỉ cần ông nói ra là thích gì thôi, tôi sẽ làm. Cha Rốt, tha thứ cho ông già ngớ ngẩn này. Xin hãy tha thứ cho tôi. Tha thứ cho tôi về chuyện muội than và Cain. Và cái tủ bát này nữa. Không sao mà. Xin hãy tha lỗi cho tôi vì Chúa. Chuyện gì qua rồi thì để nó qua đi. Đừng nhắc lại nữa. Tôi đã luôn không phải với anh, cũng đã sai. Hãy tha thứ cho tôi vì Chúa. Chúa sẽ làm vậy, chắc chắn. Xin vinh danh người. Xem này, tôi sẽ dùng cục than này, thấy chưa? Đúng như những gì ông muốn đấy, cha Anatoly. Cha Anatoly!
Cha Rốt, giúp tôi một tay nào. Được rồi. Nhờ anh một việc, hãy báo với cha Filaret rằng bầy tôi của Chúa Anamli đã qua đời. Cha Anatoly, ông không sợ chết sao? Tôi không sợ chết. Không hề sợ chết. Tôi chỉ sợ phải đứng trước Chúa. Tội lỗi đè nặng lên mình tôi. Tôi nên sống thế nào đây? Chúng ta đặc là tội nhân. Anh hãy cứ sống thôi. Đừng gây nhiều tội quá là được. Thôi, thế là đủ rồi. Hãy đi đi, làm ơn, đi đi. Mau đi đi. Cầu Chúa ở bên anh. Chúa, hãy đón nhận linh hồn tội lỗi của con.